biết được 30 cái chưa nữa. Cũng được, quay cũng được 5 cái rồi. Bữa tê lại điên cỏ này đang cướn cướn chỗ 12 đó thế cũng con an nhà chi hội chi đó à chứ mắc mỏ nè chứ sao mình trước làm biết lời mời hơn thì con nó trước làm công ty Văn Sơn với anh như này mà con nó công nhận cũng nhiệt tình đấy. Đám cưới này mình mình công ty đó đó. À. Chứ được đứng đi học cái gì? Học may. Học bên may quân đội. À may thời trang. Mà chờ là không trở về đi công ty. Thì công ty may đưa. Ừ. Trước đám cưới này mình xuống 2 bữa liền. Bữa ăn xuống lại với cái bữa đi nón dâu xuống, xuống xong nó xong cái biển nó xuống. Trong ở ăn. Anh 26 hay cứ mà. Mai à, bật tên là ăn cỏ thì mai là tài đang. Chị 26 hay cứ mà ăn sớm đó. 20. À cứ 20 ăn. Nhân lên tiểu cứ 20 ăn ngay. Hắn mời em mà chị cứ hỏi răng công tin cả. Cứ ngỡ 26 thôi nha. Quán đĩa bên Queen á, đĩa trước Queen đêm. Còn đây 96 mà. 96 thì đĩa đêm đi đến đêm mà ăn Queen đĩa. Tóc đuôi vàng mê này. Biết chị Nam mà mờ Nam bằng công ty hả? Bằng công ty 200 nhưng mày con đi trang bị đến 200 nhưng mày con đi lái thằng nông trường đi đi công ty trời cứ ở trên công ty gần luôn cái tặng này chứ. Không phải, lương trên đấy thì cao và cũng cao. Nói chung cao hơn đồng loại. Lương tháng cũng được, tháng được 6 triệu. 6 triệu rồi, không ăn còn đoái chơi. Nó ép quá, không ăn được. Ồ, hắn ép thì rồi công ty mua cho nữa. À, đi vệ sinh, con đi theo, giám sát coi đi mấy phút, mấy phút. À, đứng sửa máy thì bị đứng nói chuyện với công nhân, chụp hình đưa giám đốc. Công nhân may hư lại đổ cho bỏ chơi, vậy tất cả máu lên nghỉ hết. Bữa ông Quang xin thêm rách không đi? Không, con mời nhà mình nó làm chi? Ồ, trời đời biết rách mà. Nhưng mà em làm, cái là bọn tê cái thằng, hai thằng làm đấy được, nhưng mà em làm biết chi? Mà em làm những cái hư, mấy cái khó là mành răng. Công ty mành cho nó ổn định. Mành cái niềm bốc vương. Nhưng mà chờ đang dịch đi công ty mô tín. Đang đuổi bớt công nhân đi cho tín. Đúng rồi, công ty Hoàng Long đang tín lắm lắm nè. Hoàng Long chưa có tín nè. Quân Quỳnh vừa nuôi con rầy nhà vá nộp hồ sơ bên in bữa tê là anh tê là anh biểu là nộp hồ sơ bên đi đến mà nộp có 3 bữa là đến mai là đi mặn này. Không, Hoàng Long là tín lại người cũ thôi. Quân đi mới mà, quân đi chơi với xin. Dũng Quỳnh đang làm, Dũng Cán đang làm ngoài đứa mà. Dũng Cán là bảo trì của Hoàng Long đó mà. Con Quỳnh với con Rời và đến mai là đi mặn. Bữa em hỏi chú Dũng rồi, chú biểu cho không nhận người mới, nhận người cũ thôi. Người cũ có chức chức làm mấy tháng là anh đuổi đó. Trở nhận lại thôi, chứ không tuyển người mới. Em hỏi rồi mà. Chú làm bảo trì đó mà chú không biết cái nên. Xin nó đến mà đi bảo trì. Bảo trì, chú nó biểu đút 5 triệu mới vô được. Thằng Dũng qua cán nó cũng chặn 5 triệu mà lương ổn định nhưng mà nó cũng còn được. Cứ 5 triệu vô mà cũng được, cứ quay nhìn tháng đi.